Anh em chúng nó làm cái gì mà lâu thế nhở? Này, hay là bọn mình sang đấy giúp chúng nó một tay đi. Mổ lợn xong, người ta còn phải làm lòng, còn phải dọn dẹp nữa cơ mà. Mình sang chỉ phiền thêm thôi, chứ giúp được gì đâu mà giúp. Cũng hợp lý nhỉ. Này ta bảo, chính ra con lợn là cái con sợ Tết nhất đấy nhở? Thế việc gì con lợn nó phải sợ Tết? Thế mày có thấy Tết nào thiếu thịt lợn không? Cứ Tết là thịt lợn, thế con lợn nào chả sợ Tết? Thế có mỗi Tết là nhà mày ăn thịt lợn, thế bình thường không ăn à? Đâu? Có. Thế con lợn nó phải sợ quanh năm chứ, sợ gì mỗi Tết? Thằng này hôm nay khôn phết nhở. Thế bây giờ tao thử lấy cho mày một ví dụ nhá. Ví dụ, nhà người ta có cả gà và cả lợn, giống như cái nhà mà hôm nay anh em Hiếu Thảo sang ăn đụng lợn ấy. Đấy, con lợn ấy nó sẽ nghĩ là Tết rồi, người ta sẽ thịt gà. Còn con gà nó sẽ nghĩ là Tết rồi, người ta sẽ thịt lợn. Tao hỏi mày, con nào bị thịt trước? Thịt gà. Mày nghĩ như con lợn. Mày suốt nghỉ ngày tao. Thế bây giờ tao hỏi mày cái này nhá. Ê, tao không cho mày cơ hội gài tao nhớ. Mày khỏi phải hỏi. Im. Ơ, anh em Hiếu Thảo về kìa. Trời ơi các bạn ơi, đi lâu thế, đợi dài cả cổ. Tao bảo việc thì chẳng lâu sao. Sao anh nói điều thế? Anh sang anh chỉ đứng nhìn thôi mà. Còn hơn cái mặt mày. Mày không những đứng xem mà mày còn báo hại cơ ấy nhá. Đợi bọn tao tí, bọn tao cất xong cái đống này nhá. Có lòng mỡ ngon lắm. Tí tao làm món lòng nhồi hành cho chúng mày ăn. Hả? Ôi ôi, thế á? Ê, đúng món tao thích ấy. Tao biết mà. Chả thế nhá, cái lúc mà mổ lợn xong ấy, tao nhìn thấy lòng ngon quá, tao nhớ ngay đến mày. Anh Hiếu bảo là lòng này chị Quỳnh ăn cả mét. Hiếu ơi, bạn nghĩ đến mình nhiều thế cơ á. Mình quý bạn quá bạn ơi. Gì đấy? Mãi là anh em nhá. Mở tao cổng. Vào đi. Mày thật đấy. Để tôi đỡ. Tránh ra gần đổ. Tao tránh ra. Nãy ở cổng nhà tao, tao cho cái kẹo me, cũng bảo mãi mãi là anh em với tao. Giờ gặp thằng Hiếu cũng bảo mãi mãi là anh em. Đúng là cái đồ thảo mai. Thì nhà nào mà chả nhiều anh em mà đông con thì mới vui chứ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình ẩm thực đồng quê của Hiếu Hoàn Hảo. Ngày hôm nay, Hiếu sẽ làm cho các bạn một món cực kỳ ngon, đó là món lòng nhồi hành nướng. Đấy. Ở đây thì Hiếu có làm rồi nhá. Các bạn phải chọn cái lòng mà lòng già ấy, mà cái chỗ có nhiều mỡ như này này. Đấy. Lòng này ấy, thì Hiếu đã làm sạch rồi. Để cho không có mùi thì Hiếu đã rửa qua nhiều lần với muối này, chanh và bột năng. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đem đi đảo sơ qua với nước mắm để cho lòng săn lại nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến công đoạn tẩm ướp. Rồi, chúng ta sẽ cho vào đây là sốt thịt nướng này, rồi là sa tế này, dầu hào này, rồi bóp đều để cho lòng ngấm gia vị nhá. Được rồi, ướp xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhồi hành vào giữa nhá. Đeo anh găng tay nào. Hùng ơi, nhóm tao cái bếp nhá. Ok. Đấy, bây giờ chỉ việc nướng và chờ chín thôi. Nè, lần đầu tiên tao được ăn lòng theo kiểu mà một tầm cao mới thế này đấy Hiếu ạ. Trời, bạn ăn xong bạn chỉ yêu thằng Hiếu này luôn thôi bạn ạ. Ôi ôi, thế á? Thôi, tao xin nhường cái phần đấy cho đứa con gái nào xấu số. Tao chỉ làm chiến hữu của mày thôi, chứ yêu thì ngán lắm. Tao cũng ghét mày như con chó ấy nha. Tưởng yêu một tao mà dễ. Vì sao? Vì ghét của nào chơi chắc của đấy. Chiến hữu, chiến hữu. Mày là anh em ơi. Ôi cháy mày, cháy. Đây để lát. Chồng hai đứa chúng mày phát ghét. Chả huynh huynh đệ đệ thêm tí nữa. Ôi,
Trông ngon thế, béo ngại thế kia cơ mà. Ôi trời quá, cứ thế chấm ăn đúng không? Ai... Tay, tay, phải cắt cho đã. Đánh rõ đầu. Dài ngoằng như được ăn. Anh chị ơi, sao nấu không lâu mà cái việc chờ cắt này lâu thế? Đói quá. Rồi, đấy. Ăn đi. Bạn ơi, đúng kiểu mình thích bạn ơi. Nó béo, xong nó cay, xong nó ngọt ngọt, nó còn chua chua. Nó còn béo béo ngậy ngậy. Ôi trời ơi, đúng kiểu mình thích bạn ơi. À, tay mình bị tật à? Ngon thì mày ăn đi, mày đánh tao mai đi. Ngọt quá. Ủa, quả đẻ về tăng 3 cân. Bên trong béo, mềm, ngọt ngọt vị của hành. Bên ngoài thì giòn, thơm. Nói chung là cuốn. Mà Hiếu ơi, cứ có mùi trung thủ mếp. Thế mày không biết à? Cái món này ấy, nó phải có cái mùi đặc trưng đấy, hiểu không? Mùi đấy là mùi gì? Thì mùi pịa heo. Thật á? Ừ? Ê, đâu không ăn đấy đâu. Nhưng mà yên tâm, tao đã làm rất sạch rồi, nhá. Tao không tin. Sạch rồi sao tao vẫn ngửi thấy mùi? Thì cái kiểu mùi đặc trưng của nó phải thế. Chả hiểu gì con này. Không ăn thì thôi, càng còn. Chị Tuyến đúng kiểu OCD bán xé ra anh chị nhở? Đây, mày chẳng ngồi nghĩ thêm tí nữa đi, còn đúng cái nịt. Ôi giời, đâu ngấy hả? Ôi giời, tao sắp chớ ra những cái gì mà tao vừa ăn rồi. Ăn uống mà vất vả quá Hiếu ơi. Chả cố tranh thêm tí nữa, mấy cái miếng chưa cắt cầm cả cái ăn tao cũng chịu ấy. Các cậu ơi, làm gì cho bớt no đi, chứ không tao chớ thật đấy. Này, hay là chơi cái trò gì nó vận động một tí thì nó bớt no mà. Anh chị ơi, hay chơi nối từ đi. À thế, em không chơi thì thôi. Đang mà chơi vận động nên chơi nối từ. Đấy là vận động trí óc. Rồi, bây giờ chơi cái này đi. Hai. Hai. Bây giờ nhá, đứa nào đánh trúng nhiều nhất, đứa ấy thắng, còn thua thì bị chui hác. Giác quan thứ 6, thứ 7, thậm chí chủ nhật của tao nó hơi bị thính đấy. Quả này á, mày mà chui háng tao đã cho mày quả giấm Hiếu ạ. À, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. À, mày chết tao, lời nhớ ở đâu đấy? Con nào Hiếu? Con nào Hiếu? Mày nhờ. Hãy qua Quỳnh ơi, cố lên. Cưới cái gì đấy? Ơ! Ê! Thằng kia mày chơi kiểu gì đấy? Chơi bẩn. Ai dồi ôi! À con này! Đâu? Con này đâu? Ai hả? Sao mày đánh tao mày thế? À? Tay con gái gì mà như cái búa đấy? Hả? À? Mày không chơi bẩn đã đánh mày à? À mày! Ê! Con ông đàn! Cái gì? Mày vừa gọi tao là cái gì cơ? Thì tao bảo mày ông đan đấy, sao? Hả? À, con gái làm sao mà tay đánh mạnh được như thế? Mày nhá, tao không thèm chơi với cái loại mày. Cái đồ đàn ông mặc váy, đánh nhau với con gái. Hai, con mày cái loại ông đan đấy, đừng có bảo tao đàn ông mặc váy. Cái loại đàn ông mặc váy, tao không chơi với mày nữa nhá, mày nhớ mặt tao ấy. Nãy huynh đệ anh em thân thiết lắm mà, giờ lại chửi nhau rồi. Cả đi, mai hòa ngay mà. Tao thèm vào mà chơi với cái mặt đó.
còn lâu tao mới cho nó làm hòa. Anh Hiếu ơi, đây em với. Này, mày thích tao quá hay sao mày cứ đi theo tao thế hả? Tao không chơi với mày nữa đâu, khỏi xin lỗi mất công. Mày ơi, mày mơ à? Hả? Ban ngày mà mày vẫn mơ à? Đây là cái đường duy nhất để về nhà tao. Tao không đi đường này đi đường nào hả? Alo bố ạ. À? À dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng ạ, vâng ạ. Anh Hiếu ơi, bố bảo là cho 2 phút có mặt ở nhà. Bố dặn bố kiểu gì ạ? Tức lắm. Tức? Ôi tôi chết. Hay bố thấy cái bài kiểm tra điểm 2 tao giấu trong thùng mì tôm nhỉ? Thôi, đi về đi. Mày định làm gì? Hay tin bạn phải về gấp. Vừa hay mình lại muốn không cho ai qua đây. Bây giờ mày chọn đi. Một là máy bay, hai là súng ruộng. Này, ai chơi cái kiểu đấy hả? À? Bình thường thì không, nhưng mà đứa nào ghét ấy, tao sẽ hành cho bung bét. Mày, giờ tao có một cách cho mày vừa không phải bay, vừa không phải lội ruộng đấy. Cách gì? Chui qua háng tao. Chui đi. Con mít nhà tao nó chui suốt, không sao đâu. Chui nhiều còn khôn ra đấy. Mày đúng là cái con ổng đan nhá. À cái, mày có tin là tao thọc một phát là cái gậy này ngang mồm mày không hả? Cái loại đàn ông mặc váy. Tao nói cho mày biết nhá, ngày hôm nay tao còn đứng đây lúc nào thì mày còn không về được lúc đấy. Tao đang rảnh hết sức đây, tao đứng đến mai cũng được. Còn riêng cái loại mày nhá, bây giờ mày về mày đã đủ nát đi rồi, chứ đừng có nói là chục phút nữa nhá. Anh Hiếu ơi, anh nghĩ cách gì đi. Đừng có mà đứng đây cãi nhau với chị Quỳnh nữa. Về nhanh đi, em không muốn bị nát đít đâu. Ủa, trai đẹp biết bay kìa. Tao, trai đẹp quá bình thường, lừa thế nào được tao. Ủa, sao mày có ai rơi cục tiền kìa. Chả tin, tiền có rơi cũng chỉ là tiền âm phủ thôi nhá. Tránh đường cho ô tô đi kìa. Chỉ có những đứa IQ thấp mới tin mày nhá. Tao cứ đứng đây đấy. Em không tin à? Ô, tạo đi. Này bạn ơi, tốt nhất là hôm nay bạn ở nhà đây nhá. Đi đâu mà phải qua cổng nhà tôi ấy thì tốt nhất đừng có đi. À cái thằng này, tao thiếu gì đường. Thiếu gì đường à? Có mà đường thương đau ấy nhá. Về em. Ôi trời ơi, chết rồi. Rồi, cậu mong cho bố không sai mình đi mua chè. Chứ đi mua chè phải đi qua nhà nó thì khi nó hành mình chết. Anh Hiếu ơi, sao từ nãy đến giờ anh cứ đi đi lại lại thế? Anh bị bố quát cho xong rồi sang chấn tâm lý, bây giờ vẫn chưa hồi người à? Tao phải canh không cho con Quỳnh đi qua đây. Ui giời ơi, chị Quỳnh ạ, chỉ có đi mua chè cho bố ở nhà bà Sinh thì mới đi qua đây thôi anh Hiếu ạ. Bởi vì nhá, bố chị Quỳnh chỉ uống được duy nhất chè nhà bà Sinh thôi. Còn không á, thì anh có chờ đến tết sang năm. Tao cứ cảnh nha. Mà mày cứ xếp mãi cái chỗ kia ấy, có nổi 5.000 không? Chắc được anh Hiếu ạ. Ơ, tự nhiên có thêm cái thùng cát tông nữa này anh Hiếu. Đó, đến lúc nào mà em không biết nhỉ. Cái thùng to này chắc cũng phải bán được 2.000 đấy. Đi 10 lần thì cũng chẳng biết. Thấy mỗi cái thùng thấy thế nào được mình. Thùng đây này, thùng đây này. Ui. Xin lỗi rồi. Đứng lại. Chui háng, sủa gâu gâu đi, tao cho qua. Sao? Tao bước to này. Mày cái thằng này. Sao? Mày bước tăng bước à? Sao? Mày. Sao? Nào. Hai người kia bị sao ấy nhở? Đánh nhau chán quá giờ như thế đấy anh chị ạ. Thế chúng nó thế này lâu chưa? Vẫn chưa hòa à?
Chưa anh ạ. Mày làm sao? Tao làm sao đây? Tao thích làm sao này? Chả sao. Tao chả sao. Mày sao? Sao? Mày tao không sao. Tao trên trời đấy. Nghĩ cách gì cho hai cậu ấy làm hòa đi. Chứ thế này chán chết. Cách để cho chúng nó làm hòa. À, có rồi. Đây. Hai kẻ thù sẽ trở thành đồng minh khi có chung một kẻ thù khác. Mày để tao á? Tao để mày đây. Cháu này, tao để lại mày đấy. Mày, tao lại để lại mày. Này hai anh chị ơi, em biết ai sẽ là kẻ thù chung của hai anh chị này rồi đấy. Anh Long Tổ. Long Tổ à? Thế thì tao có ý này. Này, thằng Hiếu với con Quỳnh nó bảo trong trường nó thích bắt nạt nhất là mày. Mày chỉ là con tép, cho một dép thì sẹt lép. Cái gì cũng phải xin phép, trong khi chúng nó là đanh là thép. Anh Hiếu với lại chị Quỳnh bảo là vì do anh nghịch với học dốt quá nên thầy cô giáo không cho anh đi học nữa. Tao nghỉ ốm chứ điểm tao còn cao hơn chúng nó nhé. Thế thì mới nói, tuy tớ là bạn của Hiếu với Quỳnh, nhưng mà tớ cũng không bênh được. Hai đứa chúng nó đâu? Mày đi học, mày đi đường khác đi. Mày đi đường nhà tao làm gì? Hả? Mày thử mang sổ đỏ nhà mày xem đất nhà mày đến đâu? Hả? Cứ quan trọng nhà tao là... Làm cái gì? Làm cái gì? Này hai đứa kia, hôm qua đã ngồi sổ đầu bài vì tụi đi học muộn rồi. Hôm nay mà không nhanh lên nhá, thì ngồi tiếp là cái chắc đấy. Chúng mày xác định em, hôm nay chúng mày không đi học sớm được với tao đâu. Này, có gì thì để trưa về rồi tính. Tao muốn học rồi. Đúng rồi đấy, tao nhà ở đây mà đi đâu được đâu mà sợ. Tao không thích. Một là chúng mày vòng đi được khác, hai là cái đứng đấy. Đi đường vòng quan trọng mất 20 phút. Vẫn muốn học đấy Hiếu Quỳnh ạ. Anh Hiếu ơi, thôi bọn em đi trước đây. Này, giờ mày có muốn đi học đúng giờ không? Có. Nay mà muộn nữa ấy, thì mai tao ngồi xe lăn đi học đấy. Sáng nào cũng đi học từ 6 giờ mà vẫn đi học muộn thì chỉ có ăn đòn nát đít thôi. Ok, chốt. Mày định làm cái trò gì đấy hả? Tao nói mày biết đấy. Tiên sư mày, ai cho mày bắt chó cho tao hả? Thả ra. Đúng cún cưng của ta, biết quay lại cứu chủ. Đâu, tao quay lại cứu chó cho tao ấy chứ. Có mày chó ấy. Mày chó ấy. Có mặt mày chó ấy. Mày chó ấy. Phải ấy nhá. Này, tao tưởng chúng mày ghét nhau lắm mà. Tao ghét nó như chó ấy mà. Tao ghét mày như chó ấy mà. Thế cho nên là ghét của đau trời cho của đấy. Thôi đi học cả muộn nha. Nhanh đến trường để tao mua cho thằng đàn ông mặc váy để có bim bim một cái, tao ghét nó quá. Nhanh đến trường để tao mua cho con ổng đan này cái gói bò khô cho nó ăn này, để tao cho bó ghét nó cái. Anh Hiếu ơi, em cũng muốn ăn bim bim anh Hiếu ạ. Đến trường cái Quỳnh nó không mua cho nhỉ? Ai mà ăn lấy được nhiều tiền thế? Mày có tiền mà. Em không biết đâu. Biết cái rẻ thì thôi được, đến trường tao cho ăn ké đi nhanh lên cả muộn. Chó. Con chó là mày ấy. Chó là mày ấy. Mày là con chó.